Hello anh em, lại là mình đây anh em ơi. Hồi hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2022 mình lại tiếp tục làm clip phôi mai nha anh em nha. Mình mới về một số cây khá độc khá lạ luôn. Còn là cây đẹp đẹp không anh em à. Rồi anh em vào kênh mình lại ủng hộ mình nha anh em nha. Rồi anh em nào chưa có cây thì lo tranh thủ siêu tầm đi về trồng anh em à. Nha. Rồi mình anh em coi cây mình mới về nè. Đấy anh em đó, cây mới về luôn này nào, cây khủng luôn rồi, cây đẹp đó. Đó, mình chưa có dọn. Giờ này mình đang chuẩn bị dọn cây và lên clip cho anh em sưu tầm nha. Đó, cây mới về chưa dọn nè anh em. Anh này đang vệ sinh. Được không? Chốt kèo thôi anh em. Cây đẹp đẹp không ạ? À? Rồi anh em chuẩn bị nha. Rồi anh em ơi, phôi đầu tiên anh em à. Đây, phôi đầu tiên rất là ngon lành. Cây đế đẹp nha anh em nha. Đế bao phê luôn. À. Cái này đúng vậy luôn hay đó nè. Đế nè. Nha. Đế cây có chì pháo nha anh em ơi. Chỗ này có cái lực đủ tự nhiên nè. Chì khá đẹp luôn. Cây bay. Cây bao phê anh em à. Cây đúng chất bay nè anh em. Này mà không chơi còn chẳng chờ chi nữa. Cây quá đẹp. Chi nữa. Cây chỗ này nó có miếng lửa nè. Đây anh em. Đây có miếng lũa tự nhiên nữa nha. Này thu xuống một chút nữa anh em à. Tại vì mình muốn cho anh em thu nó hay hơn. Chi này nè, thu xuống nó bằng nhau nè ha. Thu xuống tới đây là đẹp. Đúng rồi. Ôi quanh luôn anh. Cây khá đẹp. Quanh. Quanh 53 nha anh em. Cao 45. Bay 60 anh em à. Cái này dòng chậu 60 luôn anh em à. Khá đẹp luôn anh em à. Quá đẹp, quá VIP luôn. Cây điền làm á. Bé. Thằng này của anh bé nè. Dứt. Rồi dứt anh em. Chốt anh ta. Chốt. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục hơn anh em ơi. Một em trực nữa nha anh em nha. Cây trực khá đẹp luôn anh em. Chì đẹp luôn. Chì bao phê luôn. Cao 40 thúc chì lên nha anh em. Nóng bùa chì rất là đẹp. Bùa chì này mà lên giống nữa phê. Đến đo rồi thốc chi nhiều rồi. Thốc thằng 37 40 đúng luôn 10 anh em à. Thôi cây này trồng chậu 60 là đẹp. 60 đấy, cây bùa chi khá đẹp luôn anh em. Cây nó có một miếng thẹo đây nè anh em nè. Thẹo tự nhiên nha. Đấy, không có gì hết, chỉ có thẹo thôi. Rồi dính xuống băng luôn đi. Rồi Vanh đi. Băng gì đó. Dừng nào lãng phát rồi. Vanh 50 anh em. Cao 65. Bữa nay có tới công chuyện không ta? Tất với tới công chuyện rồi. Trồng chậu 55 nha anh em. Rồi dứt. 60 hơi phí. Dứt. Chút. Anh em lại tiếp tục anh em một cây trực nữa nha anh em nha. Trực chi đẹp nè. Đây, chi đều đặn. Cây liền lạc. Đế nè. Đế bao phê bao VIP luôn. Đế nè. Đế nè. Đế nè. Đế nè. Đế nè. Bao VIP luôn. Liền lạc hết luôn nha anh em nha. Rồi Văn. Cây khá phê anh em. Chậu 60 luôn anh em à. Cái lục giác bỏ vô. Vành 55. Cao 63. Tầm chậu 60 luôn anh em à. Rồi anh con kêu chốt anh đó. Chốt nhanh anh em à. Chốt nhanh đây anh em tranh thủ nha. Anh con mới đi đập dần về phát hiện ra lón cây khá VIP. Hẹn anh em sẽ hứa hẹn toàn cây vành 90, 70 không à, 80 nó có 100 luôn mà được 3 cây miếng đi 100. Chớ lên. Cây tròn ấy, cây tròn nó khỏi hư bầu. Cây bự tròn chớ lên. Cây nhiều lắm. Thu thì mua rồi anh em, nữa. Lại tiếp tục hơn em, một cây nữa. Hết cây rồi anh em ơi. Cây một cốt chi, ba chi nha anh em nha, thốc thăng nó cao mà lượng nhẹ. Rồi sang dòng á. Đấy. Anh em thấy lượng không? Cây nó con mới nu dân theo nha. Rồi đế nè anh em nè, đế tạm được nha, cũng được, đế cũng được. Đế nè, đế nữa nè, gần hết cây rồi anh em ơi. Anh đế em mình siêu tầm đi, lũ thép chỗ này nè, ở ngoài da thôi nha anh em nha, thép rồi nha. Cây tóm xuống à, chì rất là lực, da cậy chì rất là đẹp. Rồi dốc vành luôn, vành hơi nhỏ, vành 47 nha anh em. Cao. Cao 1m08 nha anh em. Rồi, 1m08. Cây này trồng chậu như anh. Trồng chậu 60 luôn. Dứt thôi anh em.
Đấy, cây ok. Giờ anh Toan cây chốt ơi. Từ. Chốt anh em ơi, gần hết cây rồi, anh em tranh thủ chốt nha, siêu tầm nha. Tiền đổ xăng là anh em à. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi. Đù quá, cái cây này mà không chơi thôi cho anh em. Đế nè anh em nè, thấy không? Đế nè. Đế bao VIP luôn. Ừ, đế hả? Từ. Chị nè. Trời ơi, chị hợp bao đẹp luôn. Anh em cây này nó có một cái lỗ ở đây. Ngón tay. Chỗ này lỗ đó. Mà đường da nó tớm hết rồi nha anh em nha, anh em nhớ nha. Lỗ này lỗ O, là lỗ này lỗ C. Lỗ C. Ồ có lỗ C không anh? Có. Ô mà cây chì khá đẹp, có đỉnh dốc ngọn luôn. Làm cây nhanh luôn. Cây này làm cây ra. Cây này mà không làm thì làm cây nào nữa? Vâng. Cây đẹp dưới trời. Trời. Cây này mình xin giao lưu là anh em tỷ dữ. 6 tỷ chưa bán. Vành 59 anh em. Ừ cho 60 luôn đi. 60 luôn. Anh em muốn cho nhiêu cho. Vành 59 cao 44. Trồng chậu 60 luôn anh em à. Cây quá đẹp. Khá VIP luôn. Cây bao dễ cho anh em luôn. Bao phê luôn. Màu khá dày anh em. Đó ghê ha. Bao bầu anh em luôn. Cây này anh em mua mình trồng á. Bán trước cho anh em biết. Đây nè, mình đo cái bầu cho anh em coi nè. Bầu dày mà không chất lượng thì bầu nào nữa. 22. 22 bầu. Trồng gan. Hừng gan. Dứt. Chốt. Rồi anh em ơi. Hứa anh em nào. Ui. Dứt. Hứa anh em bộ đội. Đấy là anh em nè. Đó, để phá VIP luôn nha. Để bao phê luôn. Chỗ này nó có dễ véo xuống à. À. Khá nghệ thuật. Cái này thì chi được. Cũng được. Nó có một cái lũa thép chỗ này nè. Để dành dấu tiền dấu vàng rồi anh em ạ. Dạ. Chi cũng được. Chốt. Đế đẹp. Vành 55. Cao. Bao nhiêu vậy? 40. Cái này trồng chậu 70 luôn anh em à. Dứt bầu khá bự. Bao bầu cho anh em luôn. Dứt. Ừ, cây đế hả? Đế thằng lực hả? Thóc thằng nhiêu anh đâu? Thóc thằng luôn anh ta. Thóc thằng là anh em à. 20. Dứt. Chút. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Rồi một cây đế bao VIP. Chi nó hơi rối một chút. Nhưng mà vẫn được. Được cái bộ đế lại cái thằng rất là lực. Anh em coi đế nè. Đế đúng VIP luôn. Cây này hướng xuyên nha anh em nha. Đó, mình cắt đơn giản vậy thôi. Giờ anh em cắt lại cho nó thốt ra. Con này mình cắt vậy là đẹp rồi anh em à. Mình mảnh. Dọn cây là số 1 ở đây mà. Đế là anh em à ha. Cây này mà không dứt thì dứt cái gì nữa. Cây liền lạc hết luôn. Không bị. À có bị miếng thiệu chỗ đây nha. Thiệu chỗ đây là thiệu kính nha anh em nha. Không bị gì hết. Ơi của anh. Cây ớt. Cái này chốt rắc mơ. Quành dưới. Quành 58. À. Là hơn em nói hơn 50 á. Cái này nó bay ra 70 nha anh em. Rồi. Khá hợp lý. Trồng chậu 55. Cây khá đẹp luôn anh em à. Cây nè. Bao dễ. Cây dễ thì cái này mấy anh coi anh em mấy coi cái cây rễ, mấy cái chì này nó mảnh không? Nó mảnh đó. Mịn. Dứt. Chốt. Nhanh lên anh em ơi, tranh thủ đi. Chốt. Rồi anh em lại tiếp tục anh em ơi, một cây trực nữa. Đù quá, cây này có hướng siêu nha anh em nha. Cây này bộ đế nè anh em nè, thấy không? Bộ đế nè, hợp chi. Cái chi khá hợp lý ha. Đế nè anh em nè, thấy không? Đế bao phê luôn. Đế nè. Đế dễ quá, hít luôn nha. Đấy, coi dàn chi. Chi nè, giót nè. Tân. Giót chi, giót đỉnh luôn. Đây có khoảng cách chi là anh em làm cây ra những cái tán khá nhanh. Đừng có chồng nhau, chồng khoảng cách da mình nhìn mới thấy biết được độ sâu của cây nó như thế nào anh em à. Ôi quanh luôn anh. Thế là mình nói dốc vậy chứ mình cũng làm chưa được đỉnh lắm nha anh em nha. Quanh 48 nha anh em. Cao 56. Cây này em trồng chậu dài ấy, đo dài ấy. 60 chính xác. Rồi, bầu dài 60 nha anh em nha. Rồi anh em nào yêu thích cây này thì liên hệ trực tiếp mình. Số điện thoại cũ nha anh em nha. Chốt kèo. Rồi anh em lại tiếp tục nè anh em nè. Một cái thẹo đây nha anh em nha. Đây một cái vết thẹo tự nhiên nữa. Khá đẹp luôn anh em à. Nè. Đấy, thẹo tự nhiên nè. Da tớm hết rồi anh em à. Thấy không? Da tớm hết rồi. Cây khá đẹp luôn. Chị lượng qua. Rồi quanh luôn anh. Cây nghệ thuật nha anh em nha. Quanh. Quanh 45. Cao 43 nha anh em. Có chị này nó phóng ra
35. Rồi trồng trầu nhiêu anh? Trồng trầu 50. Rồi chốt rồi anh em, cây khá đẹp anh em à. Nào. Cho cây nào. Em dứt thôi chứ. Gần hết cây rồi anh em ơi, lo sưu tầm đi. Còn chờ chi nữa. Rồi anh em ơi, ngày mình bên nhau, dây tơ hồng lại nói thành đôi. Yeah, anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình ạ. Yeah. Đấy anh em, lại tiếp tục nè anh em nè. Cây đế khá đẹp nè anh em. Ha. Ừ, vị nào không rút hôi dưới cho. À, đế này, phình ra. Chỗ này nó đang dấu hiệu phình xuống rồi, khó dễ này, tiếc quá giữ lại nè anh em. Cây này thì nó có một cái lỗ bọng chỗ đây nha. Cái này là không phải lỗ bọng nữa, đó nó tới đây thôi. Là anh em thấy cái tay mình móc móc không? Đó. Một cua, một cua anh em à, một lớp á. Chỗ này là nó kéo ra hết rồi. Nó liền lạc luôn. Theo tự nhiên theo kính luôn nha anh em nha. Dốc ngọn, vành 10 vành. 50 vành. Vành 50 nha anh em. Cao 56. Cái này anh em trồng chậu 60 luôn anh em à. Đẹp, quá đẹp. Cây khá khủng luôn. Dốc ngọn lùng lực luôn. Chút. Ra cây nhanh luôn anh em à. Chút. Ui anh em ơi, lại tiếp tục không anh em ơi. Cây này ở dưới nó ù mà lên cho nó thốt hả? Cây ơi. Cây gì không chơi cho cây nào tôi. Đế nè anh em. Dễ cám bao phê luôn. À đế nè. Ở dưới nó ù nu luôn, ở trên nó thốt lên nè. Đế nè. Đế nè. Đế bao vip luôn. Cây này nó có cái lũ bọng này nha. Đấy. Cũng cạn anh em ó hết tay rồi. Hai mắt tay. Cây đế được dốc ngọn luôn. Dốc ngọn theo nó đang nhễu xuống, chảy xuống. Đế nè. Bắt đầu camera mình quay nè. Đó, nó quay vậy đó, chuyên nghiệp. Rồi quanh. Rồi quanh. Tối nay có nhậu nữa không Tông? Dứt. Quanh 57 anh em. Tối nay bắt Quý Vũ đi nhậu hay gì á? Chốt. Cầu 41. Lanh lanh dữ thôi. Trồng chậu 55 nha anh em. Dứt thưa nhậu là chốt nhanh luôn à không? Nghe mất rồi nhậu em chốt liền. Rồi anh em hợp cô cái này thì liên hệ mình. Đúng cây mẫu lùng lực đẹp luôn á. Rồi anh em ơi lại tiếp tục thưa anh em ơi. Lô cây viết không? Lô này là cây viết không? Đế nè anh em nè. Đế phần nè. Đó, đế bao đẹp luôn. Đế hả? Biết chừng nào mà có luôn cây được vậy nữa anh em. Luôn này mà không mua thì mua luôn nào nữa. Em đang đâu mua cây nó có một luôn thế nào. Khá đẹp. Cây khá đẹp luôn. Chỗ này là nó muốn xù nè. À, xù đang lên xù lên. Nó đang làm gì á? Đang xình xú. Anh đang đâu mua cho anh coi gì. Rồi vành anh em ơi. Vành. Vành. Cây bao đẹp luôn anh em. Liền lạc hết luôn. Vành 49 anh em à. Đế bao phê. Vành 49 cao 69. Cái này anh em trồng chậu 49. Trồng chậu 60 nha anh em. Rồi anh em. Dứt thôi anh em ơi, cây khá đẹp quá phê. Này, quay gần lại coi. Cái này lên gì vậy? Đó, một cốc lên, cây lên đây đang lên xù. À. Lên xù xù. Xình xú. Xình xú á. Dứt. Chốt. Rồi anh em lại tiếp tục thôi anh em ơi. Ừ. Một phôi khá đẹp anh em ơi. Một phôi bay nha anh em nha. Cây nó già anh em à. Cây nó cổ kỳ Mỹ không anh em? Anh em thấy dạng chi trên cây không? Trục lại mà chi rất là đẹp lúc chi. Đế nè, đế phình nha nè. Dễ cám thì bao phê luôn. Đó anh em thấy không? Phình nha, phình nha. Dễ cám nè, anh em thấy không? Đế, thay mày. Cây này không có thẹo gì nhiều à. Đấy, không có gì hết. Tự nhiên mà. Được kính đó mà. Hai dạng chi này nè, nên rút lại, rút lại. Nói chung là rất là đẹp, chỗ này nó có miếng lũa thép nha. Nè, da nó đang chảy xuống. Cây nhìn rất là cổ. Cổ kỳ Mỹ anh em à. Rồi vành luôn anh. Vành. Còn chẳng chờ chứ nữa anh em. Vành 56 nha anh em. Cao 33. Con chi bay ra 44 nha anh em. Cây này anh em trồng chậu 60 luôn anh em à. Chuẩn bầu luôn. Cây khá đẹp. VIP. Bao đế cho anh em luôn, bao bầu nè. Bầu chắc bầu luôn anh em. Anh em thấy bầu không? Đó. Cây này mà không dứt thì còn chần chờ chứ nữa. Còn chần chờ chi nữa chút. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Một cây liền lạc hết luôn. Dễ cám nè, anh em thấy không? Cây của mình làm chất lượng á. Nha anh em nha. Châu. Bầu nè. Không phải đâu. Gì anh em cây mình làm á. Đấy. Liền lạc hết luôn, không lũ bọng gì luôn. Rồi mày. Vành luôn anh. Cây đẹp á, mini mà đẹp. Đẹp á. Cũng được. Vành 29. Cao 40. Bay ra 30. Trồng chậu 50 luôn anh em à. Dứt. Bao bầu luôn. Anh em lại tiếp tục thôi anh em ơi. Một em nữa nè anh em à. Nè, nó sừng xú nè anh em à. Anh em à. Cái này là cây dạng cây nu như thế nha. Nè, nu. Sừng xú. À, ha. Vậy từ từ thôi cho anh em thấy dạng nu của nó. Bảo đế anh em luôn. Anh em. Đế đẹp luôn. Đó, anh em thấy nu.
Nè. Có mấy miếng lúa thép nè anh em nè. À, nó chảy xuống nha. Giờ đang tóm xuống nè anh em. Đấy. Khá đẹp. Đây nè. Rồi cây này nó gục kịch dốc ngọn. Khá già anh em. Chi già. Cây này nó 10 nhân 10 ít vậy anh em à. Vành. Cây này có đơn vị trả 7 tỷ mà không bán á. Vành 45 anh em à. Cao 43. Cây này mình trồng chậu cũng hợp lý à. Trồng chậu 55. Dứt thôi anh em. Giờ anh em lại tiếp tục nè anh em. Dễ nè. Dễ nuôi luôn anh em ha. Nuôi dễ nè. Nó dài vậy. Cam rễ mè của nó nuôi luôn nè. Ừ. Anh em chẳng lẽ không thấy. Dễ nè. Bao phê. Rồi quay xa ra coi chi. Chi nè. Chi nè. Chi liên lạc không thèo bóng gì hết, độc thiệt chứ. Tha kêu sót độc thiệt chứ. Ông nào ơi, xin lỗi anh em đi, tha lại đi. Uống lưỡi 3 lần à. Xin lỗi anh em đi. Tao kêu bị lỗi hay sao? Xin lỗi anh em đi. Vành á. Vành. Còn miếng nữa. 80 không? Vành 47 nha anh em. Tàu lộn. 48, vành 48 anh em à. Xin lỗi anh em nha. Cao 39. Cái này nó dòng chậu tầm chậu 60 luôn anh em à. Bao bầu cho anh em luôn. Được. Dứt. Dứt luôn. Cây dễ khám. Nó nào mai cũng băng sớm cây này. Rồi anh em ơi. Lại tiếp tục cái cuối cùng của clip nha anh em nha. Không mua thì mua cây nào mà những em. Cây cuối cùng của clip lúc nào nó đẹp hết anh em. Anh em coi nè. Nè, còn nó dốt cái gì ấy. Chi là anh em coi dàn chi nè nha, nó dốt mịn chi hết luôn. Làm ấy. nhanh da thẹo luôn nè anh em thấy không? Chứ tháp vô hai bo là nó tóm thẹo lại thôi. Còn mình xin giới thiệu với anh em nè. Đó, anh em sần sú. Để mà điều nó ung nó nuôi găng đẹp lắm nha anh em nha. Nó bị nứng ở lỗ nó bị xù ấy mà anh em ạ. Coi nè, coi chi nó nè. Vút lại mà nó ủng qua ủng lại nha. Đây nữa nè. Đều hết luôn nha anh em nha. Đều ủng mà nó lên cậy nè. Nó ra một cậy chi đây rồi ra cậy đây nha, cậy đây. Anh em thấy cậy của nó không? Nè, lên đỉnh cũng có cậy đỉnh. Quay đây. Con nó ù nè. Xù lên, xù lên nè. Anh em thấy không? Nói chung là cây này đúng là cây cổ kỳ Mỹ luôn anh em à. Vành. Vành đây. Vành 49 anh em à. Đây nè, cho an toàn nè. Đó. Đúng rồi đó, đó chỗ đó. Tâm. Cũng 49 luôn. Đó sao 49 anh ơi. Đó cho anh em dễ biết. Không. Cao 45. Chiều ngang hết chi. Tổng thể của dàn chi là 60 nha anh em. Nè. Đó, trồng chậu. Trồng chậu 55. Chuẩn, chốt. À. Khá đẹp luôn anh em. Cây bao phê luôn anh em à. Cây này mà không dứt được. Lấy đem về trồng ta. Ôi dứt. Chốt thôi anh em. Chốt anh em ơi. Theo dõi kênh nha. Chúc anh em một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em vào ngày 7:30 ngày mai nha.